Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim giải cứu cậu bé khỏi miệng giếng bỏ hoang sâu 35m. Cậu bé này vô tình bị rơi xuống một cái giếng bỏ hoang sâu 35m. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng chạy tới. Đội trưởng hỏi đồng đội đầu đuôi câu chuyện là sao, hãy kể khúc giũa cho ta nghe. Chị Jaden bảo rằng hai đứa nhỏ đang chơi vui vẻ hông quạo ở nhà, nhưng bỗng nhiên một đứa đã bị mất tích. Ban đầu cứ ngỡ là bọn bắt cóc, nhưng đến khi chị Jaden thấy nơi này từng có một cối xây gió, vậy có nghĩa là nơi đây có một cái giếng bỏ hoang. Chắc chắn cậu bé đã bị té giếng rồi. Mọi người chia nhau tìm kiếm. Eddie phát hiện cánh cửa vườn rau mở, còn có đồ chơi trẻ em rơi dưới đất. Trên tấm ván còn có dấu chân của trẻ em. Anh liền gọi đồng đội đến giúp đỡ, nhưng gọi mãi vẫn không có tiếng cậu bé đáp trả. Ước chừng trụ bê tông này khá là sâu, nên đội trưởng đã ra một quyết định sáng suốt, thả đồ thăm dò xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy phần đầu của cậu bé. Nhìn thấy cậu bé vẫn còn sống, đội cứu hộ liền thở phào một hơi, nhưng đến đây tử thần vẫn còn sát bên cậu bé. Do bị đè nén trong một khoảng thời gian dài, cậu bé bắt đầu cảm thấy khó thở, nhiệt độ cơ thể đang không ngừng hạ thấp. Hơn nữa miệng giếng vô cùng hẹp, đội cứu hộ căn bản không thể đi xuống. Và lúc này đội cứu hộ lại biết một tin xấu. Bên dưới cái giếng bỏ hoang có một lượng nước ngầm lớn. Nó liên kết với một hồ chứa cách đó hàng nghìn mét. Cũng có nghĩa là cậu bé tụt xuống thêm 6 mét nữa thôi thì sẽ bị nước ngầm dìm chết. Thời gian cứ thế trôi đi, đội cứu hộ vẫn không biết nên làm thế nào. Sau khi thông qua bàn bạc, họ quyết định khoan một lối đi rộng ở bên cạnh, sau đó cho người xuống dưới, rồi dùng tay đào sang vị trí của cậu bé một chút. Đã bàn xong phương án, họ nhanh chóng đưa một giàn khoan tới, ngay lập tức bắt tay vào việc. Đám nhà báo cũng từ đâu mà xuất hiện như một cơn gió. Đúng là không giúp được thì thôi còn báo anh em nữa mà. Một bên khác, cậu bé đã bị nhốt nơi đó hơn mấy tiếng đồng hồ. Vì độ sâu của trục bê tông là 35m, nồng độ oxy nơi này rất ít, nên đội cứu hộ phải liên tục bơm oxy xuống dưới cho cậu bé. Dần dần cậu bé không còn kiên nhẫn được nữa. Mẹ cậu bé cũng không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy con mình. Nhân viên của đội cứu hộ không ngừng an ủi cậu bé. Các chú và mẹ con đang làm việc cật lực để mang con ra khỏi đó. Có thể sẽ ồn ào một chút, đừng lo nhé, hãy ở yên đợi chú. Thời tiết cũng ngày một xấu đi, cơn bão vừa hay lại kéo đến vào đúng lúc này. Lượng nước có thể làm cho đường ống bị ngập, thậm chí tệ hơn là kéo theo đất cát đổ sụp xuống chỗ cậu bé. Một tia chớp giật ngang bầu trời, và giàn khoan vừa hay trở thành cột thu lôi tự nhiên. Kỹ sư yêu cầu phải dừng việc này lại ngay lập tức, nhưng khoảng cách cứu cậu bé chỉ còn khoảng 2 mét. Đội trưởng yêu cầu phải bắt buộc đào, khi đạt được độ sâu phù hợp lập tức xuống cứu người. Người đàn ông này liền xung phong xuống dưới cứu cậu bé. Đợi đến khi anh chuẩn bị xong trang bị, đội trưởng nói với anh, do tình hình nguy cấp nên anh chỉ có 30 phút để đào đường hầm thông qua chỗ cậu bé. Nếu như hết thời gian anh sẽ được kéo lên. Anh chậm chậm đi xuống dưới, đợi đến khi đi đến độ sâu 15m, tín hiệu của anh và đồng đội hoàn toàn bị ngắt kết nối. Đợi đến khi hoàn toàn xuống được bên dưới, hình ảnh trên camera theo dõi cũng mất đi, bây giờ đang ở trong trạng thái mất liên lạc. Sau một khoảng thời gian dùng tay đào đất, cuối cùng cũng đến được vị trí của cậu bé. Eddie phải dùng cưa sắt để mở một lỗ trên trụ bê tông làm đường đi. Nhưng do sự trơn trượt của trời mưa, dẫn đến việc cậu bé bị tụt xuống sâu hơn. Nhìn thấy người đàn ông đến cứu mình, cậu bé trong lòng đã nhóm lên niềm hy vọng, không còn hoang mang sợ hãi nữa rồi. Người đàn ông nhanh chóng vươn tay ra, dùng hết sức để kéo cậu bé lên. Tuy nhiên vào lúc này, thời gian 30 phút đã hết. Một cậu bé vô tình bị rơi xuống cái giếng bỏ hoang sâu 35m. Nhân viên cứu hộ đã đào thông một đường bên cạnh, cuối cùng đã đến được chỗ của cậu bé. Nhưng khi vừa nắm được tay của cậu bé, nhân viên cứu hộ đột nhiên lại bị kéo lên. Đã nắm được tay của cậu bé rồi, bây giờ mà từ bỏ thì anh quả thực không cam tâm. Thế là anh cắt đứt sợi dây bảo hộ, lại một lần nữa rơi xuống đáy của đường hầm. Đội trưởng ở bên trên thấy dây thừng bị đứt, liền cho rằng bên dưới đã xảy ra sự cố, nên đã bảo một người khác xuống dưới để xem tình hình. Và cùng lúc đó, người đàn ông một lần nữa quay về chỗ cậu bé, thành công kéo cậu bé lên trên, mặc lên người cậu bé đồ phòng hộ để giữ ấm cơ thể. Vào lúc họ suy nghĩ nên làm thế nào để lên trên, thì một nhân viên cứu hộ khác đã đi xuống. Thấy cả hai đều bình an vô sự, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Thì ra nơi này quá hẹp nên không thể kéo ba người lên cùng lúc được. Người đàn ông bỏ bạn mình cố định cậu bé lại, kéo cậu bé lên trước. Sự xuất hiện của hai người sau đó khiến cho tất cả mọi người vui mừng vỗ tay hoan hô. Mười mấy tiếng đồng hồ dùng để cứu hộ, lúc này trong lòng mỗi người đều không khỏi sự cảm thán. Nhưng cũng chính vào lúc này, một tia sét bỗng đánh trúng vào giàn khoan, dẫn đến một vụ nổ lớn. Máy móc bị nổ ngay lập tức, chấn động mạnh này đã dẫn đến việc sạc lỡ. Người đàn ông này đang ở phía dưới lập tức bị đất đá chôn vùi. Đồng đội ở bên trên kêu gào thảm thiết, trực tiếp dùng tay để đào đất, nhưng không hề có tác dụng gì. Bây giờ giàn khoan cũng bị hỏng rồi.
Do nguyên nhân mưa bão nên không thể điều động máy móc mới. Hơn nữa anh ấy còn bị đất cát đè lên ở độ sâu mấy chục mét, khả năng sống sót vô cùng mỏng manh. Chuyển sang một cảnh khác, người đàn ông bên dưới vẫn còn sống sót. Anh cầm bộ đàm lên rồi hét thật lớn, nhưng đáng tiếc là không có tiếng đáp lại. Lúc này nước đang không ngừng dâng lên, không còn thời gian để do dự nữa, anh phải thử cách cuối cùng. Người đàn ông này đã đi xuống độ sâu 35 mét để cứu hộ, nhưng do sự cố ngoài ý muốn mà anh bị mắc kẹt ở đây. Tuy may mắn sống sót, nhưng bộ đàm đã mất đi tín hiệu, không thể liên lạc với đồng đội ở bên trên. Đồng thời nước ngầm không ngừng tràn vào, và nó sắp ngập qua đầu anh. Lúc này anh đột nhiên nhớ lại bể chứa liên kết với nước ngầm. Khoảng cách là khoảng 1.000 mét, bây giờ anh chỉ có thể liều một phen. Hít sâu một hơi, ôm theo hy vọng cuối cùng lặn xuống nước. Bên dưới ánh sáng mờ ảo, anh không biết mình có đi đúng đường hay không. Rất nhanh anh cảm thấy bắt đầu khó thở, vào lúc định buông bỏ, anh liền nghĩ đến con trai của mình, vợ anh vì tai nạn xe mà qua đời. Hàng loạt ký ức từ trong quá khứ cứ thế hiện về, anh cũng có một gia đình nhỏ bé hạnh phúc, nhưng khi cậu con trai từ lúc ra đời, Eddie phải tham gia trận chiến tại khu vực Trung Đông. Lúc đó anh đi giải cứu đồng đội bị thương bằng trực thăng, trên đường về thì bị phiến quân mai phục bắn hạ trực thăng. Giữa thời khắc nguy hiểm ấy, anh không màng đến an nguy bản thân mà giải cứu đồng đội. Phiến quân bên trên không tiếc mưa đạn muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này Eddie cũng đã trúng đạn khắp nơi trên cơ thể, nhưng anh là kiểu người còn thở là còn gở, cuối cùng cũng kéo đồng đội ra khỏi máy bay trước khi phát nổ. Trong thời khắc tuyệt vọng, Eddie tự trách mình chưa làm gì được cho con trai cả. Đúng lúc này cứu viện đã tới kịp thời, bắn cho phiến quân còn đúng cái nhịp mà thôi. Eddie tỉnh lại với một số thành tích do đạn bắn, gãy xương và chật khớp vai. Anh được cấp huân chương sao bạc vì hành động quả cảm của mình. Eddie vẫn còn nối tiếc vì chưa cứu được một đồng đội của mình. Ngay sau đó anh đã về nhà với huy chương sao bạc vinh dự. Nhưng vốn cuộc đời không bao giờ suôn sẻ đến như thế, được cái này sẽ phải đánh đổi cái kia. Cuộc sống hôn nhân của Eddie tràn ngập áp lực cuộc sống. Cô ấy đã rời đi và để lại tờ giấy nhắn, nhưng chưa được bao lâu thì tin vợ bị tai nạn giao thông qua đời. Tin này như sét đánh ngang tai Eddie. Bây giờ anh chính là chỗ dựa duy nhất của con trai, anh nhất định phải sống. Đột nhiên anh giống như bừng tỉnh, toàn lực bơi về phía trước. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng anh đã thoát khỏi nguy hiểm. Một bên khác, đồng đội của anh vực dậy tinh thần, cùng bàn bạc xem nên cứu hộ như thế nào. Tất cả đều cùng tham gia cuộc tìm kiếm này. Nhưng vào lúc này, phía sau họ truyền tới một âm thanh quen thuộc, chính là người đàn ông đã may mắn thoát chết. Anh dùng hết sức lực để đi về đây, những người khác đều vô cùng vui mừng, nhanh chóng đi tới đỡ anh dậy, hỏi anh đã làm cách nào để thoát khỏi đó. Và anh chỉ nói đúng một câu, anh và con trai còn có một buổi hẹn quan trọng. Vào buổi họp phụ huynh của tuần sau, con trai anh đã kể về người bố dũng cảm của mình một cách tự hào, khiến cho mọi người hoan hô vỗ tay không ngớt. Cô giáo nhìn ngắm Eddie đã có ý nghĩ đặt tên con của họ luôn rồi. Một bạn nhỏ hỏi Eddie có bao giờ đeo huân chương sao bạc không? Anh bảo mình không thích đeo trang sức cho lắm, chỉ trừ mặt dây chuyền mà vợ mình để lại mà thôi. Nhân viên cứu hộ, đây là một nghề nghiệp luôn khiến cho người ta kính trọng nể phục. Khi người nào đó gặp nguy hiểm, họ sẽ xuất hiện ngay lập tức, hy vọng mỗi người họ được an toàn khi làm nhiệm vụ, bình an trở về nhà. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.